Câu trả lời thứ hai đó lại là có một ông bạn của nhóm thứ ba đã nói về tình hình thế giới, thì từng đó cũng đủ là có câu trả lời thứ hai. Mà có lẽ có câu trả lời rồi, bây giờ bắt tôi trả lời nữa thì các bạn mệt quá. Bởi vì có lần tôi giảng, tôi nói chuyện với các bạn đó, tôi nói có ông cha sở, ông ra, ông hỏi bổn đạo, ngày Chủ nhật ra giảng, ông hỏi rằng, anh chị em có nghe bài giảng của cha giảng cách đây tuần không? Cả họ nói, còn ông hỏi còn nhớ không? Cả họ nói nhớ. Thì ông cha sở đó nói, nhớ thì tuần nay cha khỏi giảng. Tuần sau cha sở lên tòa giảng, hỏi lại, cách đây 2 tuần cha đã giảng một bài giảng, anh chị em còn nhớ không? Giáo dân nhìn nhau nói rằng, bây giờ mình nói quên, mình nói nhớ thì ông không giảng, thôi nói quên. Ông nói quên thì giảng làm chi nữa. Đến tuần thứ ba ông ra, bổn đạo nói tuần nay chắc là ông hết chuyện nói rồi, ông phải giảng rồi. Nhưng ông lại nói thêm, hỏi thêm câu, tuần nay anh chị em còn nhớ bài giảng cha giảng cách đây 3 tuần không? Bổn đạo nói ông này trở chứng quá, tuần nào cũng sinh sự. Thôi bây giờ mình chia nhau ra, một nửa nhà thờ nói nhớ, nhớ nhà thờ kia nó quên, vậy là ông thua thôi. Cả nhà thờ nhìn nhau kỹ rồi thì một bên nói là nhớ, bên kia nó quên, chuyến này ông thua rồi. Ông cha sở nói rằng ai quên thì hỏi mấy người còn nhớ. Vậy thì chiều nay mà ai chưa có câu trả lời thì hỏi lại, hai người đã trả lời rồi đó. Tuy vậy, vô lẽ mà bây giờ đã cơm gạo tới đây rồi mà không trả lời thì cũng chưa. Nên chi, thôi anh em chịu khó nghe tôi trả lời. Thứ nhất, người bạn thứ nhất đã nói về chúng ta rằng thế giới này bây giờ rung chuyển quá sức và chúng con lo lắng trước sự biến chuyển của thế giới. Sự thực như vậy, một nhà tư tưởng ở Pháp đã nói rằng thế giới đang rung chuyển nhanh chóng, rung chuyển mãnh liệt và rung chuyển không ngừng. Sự thật có như vậy, bởi vì thế giới rung chuyển quá sức, mỗi một giây phút đều tiến lên, đều thay đổi. Và như vậy thì chúng ta đứng trước những sự thay đổi mà làm cho chúng ta choáng váng, không chịu nổi nữa. Tuy rằng chúng ta nghĩ rằng chúng ta ngồi yên đây, nhưng mà mỗi giây phút đều có thay đổi cả. Và do đó chúng ta cần phải luôn luôn nhìn cái thay đổi đó để mà thu xếp cuộc đời của chúng ta, sống đạo của chúng ta. Vì chúng ta đừng nghĩ rằng thế giới yên như vậy. Anh chị em biết không, chúng tôi ở trong Bộ Công lý và Hòa bình phải tiếp xúc với các ngân hàng quốc tế trên thế giới, với quỹ tiền tệ trên thế giới. Năm 2 năm vừa rồi tiếp xúc rất nhiều, có nhiều buổi họp mà cốt là để giải quyết nợ quốc tế ở trên thế giới, nhất là nợ của các nước nghèo ở Phi Châu và ở châu Mỹ Latin, theo lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng trong dịp năm toàn sát. Thì họ có cho biết rằng ở ngân hàng quốc tế đó,
1.500 nhân viên từ cao cấp nhất cho đến ở dưới. Năm vừa rồi quyết định rằng vấn đề tài chính kinh tế trên thế giới thay đổi quá mức đến nỗi tất cả đều phải đi học lại và học bài thi được thi lại từ phó giám đốc xuống. Mà nếu ai không thể đậu được á, thì thải hồi, cho lương tử tế rồi thải hồi. Ai khá thì phải học thêm, còn ai đậu được thì tiếp tục làm việc. 1.500 nhân viên đều phải học lại và thi lại hết. Tôi thấy nếu làm công việc ở thế giới lo kinh tế và tài chính mà anh chị em ở bên này đây biết có cái chuyện làm như vậy đó, thì tất cả chúng ta trong cuộc sống đạo cũng phải lo lắng để mà chúng ta đưa hội thánh sống trong thế giới ngày nay. Câu trả lời thứ nhất. Câu thứ hai, nói chị ấy nói rằng chúng con đã trông cậy Chúa và Đức Mẹ, và Chúa và Đức Mẹ đã đồng hành với chúng con. Chúa và Đức Mẹ đã đồng hành với chúng con. Sự thật như vậy. Tôi có kinh nghiệm đó nên tôi cũng chia sẻ với các bạn. Cuộc đời của tôi năm nay là đã bước vào tuổi 71. 70 tròn rồi mà 71 đã bước vào rồi. Chìm nổi đủ thứ như nhà văn Tuyên Di mới nói qua với các bạn. Từ Nam chí Bắc tôi ở cùng hết. Và tù tội cũng đủ thứ. Nhưng mà tôi thấy bây giờ nhìn lại thì khiếp quá. Nhưng mà Chúa Mẹ đã sắp đặt tất cả. Và mỗi biết bây giờ nhìn lại thì thấy Chúa đã sắp đặt cho tôi. Nhờ đó mà hôm nay Chúa sắp đặt tất cả, Đức Mẹ sắp đặt tất cả, tôi mới có ở đây mới chia sẻ với các bạn. Mình không ngờ, bao giờ tôi có ngờ mà có chiều nay tôi đến đây mà nói chuyện với các bạn. Nhiều khi ngồi đây mà tôi cảm thấy nỗi ngạc nhiên của tôi, nhưng Chúa đã sắp đặt cho tôi. Bạn thứ hai nói rằng làm sao để cho giới trẻ cùng vào các cái hội đoàn với chúng ta để có thể sinh hoạt mạnh mẽ hơn, để làm cho giới trẻ có nơi nương tựa hơn về mặt tinh thần. Điều đó là tùy đến các bạn, tùy các bậc phụ huynh cộng tác với cha xứ, với các huynh trưởng và khuyên bảo con em. Nếu mà nó không vào thì ai mà bắt nó được, vì cái việc đó là việc tự do của các cháu. Mà bắt nó thì giáo đa thành oán. Ông bà mình nói như vậy, càng làm dữ thì nó càng phản ứng. Cho nên chi anh chị em, con cháu chúng ta yêu cầu như vậy thì chính anh chị em có mặt ở đây phải trả lời. Người bi quan là thế nào,
for the pessimist, every opportunity is a calamity. Người bi quan thì thấy mỗi cơ hội là một tai họa. Ví dụ tai họa hết hai trời mưa thì cũng phàn nàn trời mưa, bốn trời nắng thì không nàn trời nắng. Mà người lạc quan thì sao? For the optimist, every calamity is an opportunity. Mỗi một tai họa lại là một cơ hội để chúng ta vươn lên. Đức Mẹ có con đường khác chúng ta, như khi nãy tôi nói. Đức Mẹ đáng lẽ là năm nay để thiên hạ về cúng xây nhà thờ lên ban về chúng ta nói, Đức Mẹ cho chúng ta một cái tư tưởng khác. Chúng ta thấy như ông bà chúng ta sụp đổ mọi sự, nhưng mà còn tất cả cái nhà thờ đẹp nhất là 200.000 giáo dân về đốt ban trời chiếu đất ở đó, thiên hạ thấy đức tin vững vàng. Đó là nhà thờ đẹp nhất của giáo hội Việt Nam. Nhà thờ là ban sau, trước sau xây dựng được, trước sau xây dựng được, cả thế giới người ta sẽ ủng hộ mà xây. Nhưng mà Đức Mẹ cho chúng ta thấy khác. Khi trước chúng ta cầu nguyện có Đức Mẹ là ban thế kỷ 17, việc tổng không bao giờ vào hiện tại. Cuối cùng Đức Mẹ làm sao được tổng vô? Đừng Đức Mẹ khác chúng ta. Đức Mẹ là mẹ của hiện thực, thành thử Đức Mẹ để cho Nam Bắc năm nay họp lại hết cả 24 đức giám mục, đức hồng y đặc sứ từ Hà Nội mà cô không có gì là không có sự thông nhất, đức hồng y đến ngoài cũng có đó.